Theo thầy ha. Dạ, tiếng nói sân khấu qua thầy. Ừ, giờ là tiếng nói buôn làng đi em. Dạ dạ. Con cò có cái cổ cong cong, có cái cẳng cao cao, cổ cong cẳng cao, con cò cò cẳng cò cái, con cò cái cắn cổ cắn cẳng, con cò con cào cào cấu cấu, con cò cái cú cú, con cò con cười cười. Con cò có cái cổ cong cong, có cái cẳng cao cao, cổ cong cẳng cao, con cò cò cẳng cò cẳng cài, thôi nghỉ thầy ơi. Khó quá thầy ơi. À, em làm cho thầy một cái tiểu phẩm con vật. Con vật. Khoan, khoan, khoan. Giữ nguyên hiện trường, giữ nguyên hiện trường. Để thầy đoán con gì. Để thầy đoán con gì. Thầy ơi, thầy mới lên núi có một tuần thôi mà sao thầy nói cái giọng giống em quá vậy thầy? Thầy mới lên núi có một tuần thôi nhưng mà thầy phải hòa nhập vô cộng đồng, thầy phải mặc đồ tụi em như vậy mới thấy thầy hòa nhập với cộng đồng buôn làng của tụi em. Ôi vàng ơi, vậy là cái bụng thầy tốt lắm hả thầy? Ôi vàng ơi, bụng của thầy không hề tốt bụng. Ủa là sao thầy? Tối hôm qua ăn tầm bậy tầm bạ bị Tào Tháo rượt nguyên một đêm. Ôi rồi có sao không thầy? Không sao, thầy đã quăng được bệnh tật rồi. Ôi vàng ơi, won là cái gì vậy thầy? Hôm qua mới dạy em xong mà, English for today, won là chiến thắng. Có nghĩa là thầy đã chiến thắng được bệnh tật rồi. Ôi vàng ơi, thầy hay quá thầy ơi. Dạ thưa thầy, dạ... Tại sao giờ này thầy đâu có đi dạy sớm đâu, thầy trễ 30 phút mà tại sao cả lớp con mình em vậy? Dạ thưa thầy, thật ra là sĩ số lớp là 6 người mà nghỉ hết 5 người, còn có một mình em thôi. Tại sao ngày nào cũng nghỉ là thế nào? Đâu có thầy phải thông cảm, bởi vì ở trên miền núi khó khăn lắm. Mỗi bạn đều có một hoàn cảnh rất đáng thương. Dạ như trường hợp đầu tiên là trường hợp của bạn Tờ Hành. Tờ Hành? Dạ bạn Tờ Hành. Dạ bạn Tờ Hành là phụ giúp cha mẹ xin nghỉ học để lên rừng, lên nuôi hai cái năm linh chi. Ở cái núi nào? Dạ hai cái núi Hari. Rồi rốt cuộc nó có quan cái núi đó không? Là có nghĩa là nó đã có kiếm được năm linh chi chưa, kêu nó về đây nó đi học. Dạ chưa kiếm được, vẫn đang còn mò mẫm cái núi Hari. Dạ. Khổ lắm thầy ơi, tội bạn Tờ Hành lắm thầy. Còn những bạn khác thì thế nào? Dạ thưa thầy, còn trường hợp của vợ chồng bạn Tờ Luật và bạn Tờ Rang rất là đáng thương thầy ơi. Tội nghiệp bạn lắm. Bây giờ là vợ chồng và đứa con là dắt nhau xuống núi đi bán dép. Thì giờ hôm qua thầy từ dưới núi thầy đi lên, thầy đâu có thấy ai bán dép dưới chân núi đâu. Thầy không để ý chứ ở dưới chân núi có cái tiệm dép nhỏ nhỏ hiệu AD đó, thầy thấy không thầy? Tiệm dép hiệu AD. A giờ. Là gì? Là A dép. Dạ còn cái nghĩa khác em không dám nói thầy ơi. Dạ. Còn những bạn còn lại? Dạ còn bạn Từ Gan. Bạn Từ Gan tội nghiệp bạn lắm. Bạn Từ Gan là bây giờ bạn ăn trúng cái trái người ta gọi là cái trái si candle đó thầy. Xong rồi bạn bị xì chép, bạn khóa máy không liên lạc được thầy ơi. Rồi bây giờ là người ta không biết bạn đang ở phương nào thầy ơi, mà nghe giang hồ đồn đang ở nhà con nhà phương. Dạ. Tội lắm bạn ơi, thầy ơi. Còn lớp trường? Con lớp trưởng là bạn Tờ Hịnh hả thầy? Ừ. Bạn Tờ Hịnh là cái lý do chính đáng nhất lớp thầy ơi. Bạn Tờ Hịnh là xin ở nhà chơi sầm xì với bạn Tờ Hanh Tờ Hí. Nhưng mà là bây giờ là em nghe nói là chơi sầm xì không vui nên bạn Tờ Hịnh mới rủ thêm bạn Tờ Lùng á thầy. Tờ Lùng lên cái rẫy cà phê của bạn Tờ Nam chơi cái gì không biết, nghe nói vui lắm, cầm cái sạn xúc qua xúc lại, lát nữa có người bô làng. Bây giờ trước mắt là để cho em rõ ràng thì thầy cần phải chỉnh lại cái giọng nói của em. Cái tiếng nói của em là một cái tiếng nói rất khó. Dạ. Em rất khó giao tiếp với mọi người. Dạ. Em phải nói giống như thầy. Dạ. Đó. Bây giờ nghe thầy nói nè. Dạ. À. Theo thầy ha. Dạ. Tiếng nói sân khấu qua thầy. Ừ. Giờ là tiếng nói buôn làng đi em. Dạ dạ. Con cò có cái cổ cong cong, có cái cẳng cao cao, cổ cong cẳng cao, con cò cò cẳng cò cái, con cò cái cắn cổ cắn cẳng, con cò con cào cào cấu cấu, con cò cái cú cú, con cò con cười cười. Đọc theo thầy. Hả? À. Đọc lại. Ủa nãy giờ con tưởng thầy hát cho con múa chứ. Bậy, cái này là thầy đang tập cho con. Con phải học, con phải đọc y như thầy, thầy gõ nhịp cho. 1, 2, 3. Dạ rồi.
con co co cái cô công công co cái căng cao cao cô công căng cao con co co căng co cái căng cao. Thôi nghĩ mày ơi, khó quá thầy ơi. Hay là thầy con nói thầy nghe nè, theo con thấy là cái nói là con không được hay đâu thầy. Không ấy bây giờ con qua hát nha thầy. Hát hả? Hát. Nói còn xong đòi hát hả? Thầy đừng coi thường con. Con làm một năm con sáng tác 36 bài hát. Hay lắm. Giống như con mới ngày hôm qua luôn. Con giận thằng chồng con quá. Con mới sáng tác một bài hát được mang tên là Anh và em chưa làm gì hết. Đó là bài mới đây thôi. Còn những cái bài sau là ví dụ như là tại sao tắm suối lại ở trần còn tắm sông lại mặc xà rông. Thôi bỏ đi em. Bây giờ vậy nè, mình quay lại chủ đề của mình đi. Em đi xa quá rồi ha. Dạ. Bây giờ như thế này. Dạ, bỏ mộng thầy ca hát đi. Em làm tiểu phẩm cho thầy coi. Tiểu phẩm hả thầy? Ừ. Dạ tiểu phẩm gì thầy? À em làm cho thầy một cái tiểu phẩm con vật. Con vật. Dạ được thầy. Rồi. Vì chứ em thông minh lắm thầy. Nói một là em hiểu 11 rồi thầy. Rồi. 11 là mã số của em luôn nha thầy. Rồi. Dạ. Dạ thưa thầy, tiểu phẩm con vật của em xin được phép bắt đầu. Khoan, giữ nguyên hiện trường, để thầy đoán con gì. Để thầy đoán con gì. Con đang diễn con vật đó thầy. Thì chưa đoán được con gì nè. Sao vậy thầy? Con này là con gì? Con vật nè. Là thầy kêu con vật là con đang tự vật con đó thầy. Con vật. Diễn quá diễn luôn. Bây giờ vậy. Dạ. Em diễn con người đi ha. Chứ em diễn con vật hồi nó ra một con điên. Là bây giờ không cho làm con vật. Em diễn con người đi. Là bây giờ con sẽ diễn con người. Ừ. Chạy vô bao. Chết rồi thầy ơi. Chạy đừng rồi thầy ơi. Chạy đừng rồi thầy ơi. Thầy ơi chạy đừng lớn lắm thầy ơi. Thầy ơi đi con cắt. Con đừng. Cắt. Em diễn giả quá. Diễn gì thầy? Diễn từ bên trong diễn ra. Máu lên, lửa lên. Phải có lửa lên. Diễn làm sao mà cho nó hừng hực lên coi. Thầy ơi ngoài đó quá trời lửa. Con nói thiệt mà thầy. Đi ra báo lại. Nuôi lại tâm lý. Trời ơi chạy đi. Rồi chạy ra, chạy vô báo lại. Trời ơi chạy đừng thầy ơi. Con quay thiệt thầy ơi. Chạy đừng rồi thầy ơi. Nuôi tâm lý máu lửa lên. Diễn khác lạ hơn thì mới đậu được. Con hiểu không? Thầy ơi chạy đừng thiệt thầy ơi. Con phỏng rồi thầy ơi. Chạy thầy ơi. Mẹ ơi mẹ, con kêu là chạy đường, con mướn thêm một chút nữa đó hả? Thầy ơi, chạy đường rồi, con có thiệt. Trời ơi, trời ơi, chạy, chạy, chạy đâu? Chạy đâu? Chạy, 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 chạy. Rồi, xong rồi. Trời ơi, đi. Ủa ở đâu mà con có tiền mà con mướn thêm quá trời quần chúng vậy con? Thầy ơi, con mới chạy đường mà thầy. Chạy, chạy. Chạy đường. Trời ơi, chạy đường tụi con ơi, bây giờ sao đây con ơi? Đừng có chạy quá trời, có bao nhiêu người biết hết mặt rồi con ơi. Bây giờ sao đây con ơi, chạy đường nào con ơi? Ủa sao nãy giờ con nói thì không chịu tin con? Ai biết đâu, mà thấy mày diễn thiệt chứ diễn giả chứ diễn thiệt. Ai biết người đó là thầy đã thiệt đâu. Thầy ơi, bây giờ chạy đường rồi mới làm sao đây thầy? Bây giờ ai biết làm sao, lần đầu tiên lên đường thấy chạy đường bây giờ làm sao?